Rồi xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video là cái chủ đề là tại sao mình luôn dùng Roxy khi mà làm bay kiếm tiền nha. Tức là nếu mà mình làm kẹo view hoặc là kẹo rút hay là gì đó thì mình có thể dùng VPN cho nó rẻ và lại cho nó nhanh. Thì đầu tiên mình sẽ nói tới cái nhược điểm của Roxy so với VPN nha. Thứ nhất á là mỗi lần mình xài một cái Roxy mới á thì mình phải mua đó, thì ví dụ như mình mua Roxy Thái thì mỗi tháng là hơn 3 đô thì còn 60 ngàn, gần bằng một cái VPN xài một tháng mà có thể xài được cái rất nhiều tài khoản. Thì nói chung là nói về giá cả thì Roxy nó đắt hơn VPN rất là nhiều đó. Và thứ hai là nói về tốc độ, nói về tốc độ thì nói chung là cái Roxy nhanh nhất thì nó vẫn không có nhanh bằng cái VPN nha. Đó thì hai cái yếu tố đầu tiên đó là về giá cả và về tốc độ, và thì VPN nó đều ăn đứt Roxy. Nhưng mà có một cái vấn đề đó, là ví dụ giống như các bạn đang làm một cái bẫy kiếm tiền và một ngày bạn đang kiếm 500 đô hoặc là 1.000 đô gì đó, thì sáng bạn ngủ dậy bạn vô bạn chết thì bẫy của bạn bị tắt kiếm tiền lậu quốc gia đó. Thì tại vì khi mà mình sử dụng VPN á thì mình rất dễ bị lậu quốc gia đó. Thì hồi xưa giờ mình sử dụng Roxy hầu như không bao giờ bị tắt kiếm tiền quốc gia, trừ khi mà cái VPN nó bị dính sẵn nha. Đó thì mình bị vài lần thì đang kiếm tiền ngon thì là bị tắt kiếm tiền quốc gia, cho nên từ đó thì mình quyết định là mặc dù đầu tiên là nhìn có vẻ là Roxy nó sẽ đắt hơn so với VPN, nhưng mà nếu bạn đang làm kiếm tiền nhiều tiền, bây đang được đề xuất mà nó tắt kiếm tiền chỉ cần một ngày thôi, ví dụ như một ngày đó bạn kiếm được 500 đô đi, thì cái số tiền mà mình bỏ ra xài Roxy nó không có bao nhiêu so với lại VPN hết. Tại vì xài Roxy thì nó khó bị tắt kiếm tiền hơn đó, thì cho nên chỉ cần có cái ưu điểm đó thì mình đã quyết định là xài Roxy luôn đó. Thì mình giải quyết cái dù Roxy tốc độ chậm như thế nào thì mình nếu mà mình sự quản lý bay áo thì mình mua Roxy Mỹ. Đó, còn nếu mà mình đăng bài á thì mình mua Roxy Thái, thì Roxy Thái trên Roxy Seller thì tốc độ up bài rất là nhanh, nó cũng không có thua VPN bao nhiêu hết. Đó, mặc dù nó đắt hơn Roxy Mỹ một xíu đó, cho nên là mình mua Roxy Thái và mình lock VR phí hoặc là VR Ấn Độ hay là VR Thái gì cũng được, nếu mua được VR gì thì mình lock VR đó. Thì mình đăng bài mình thấy tốc độ nó khá là ổn và hầu như là không có bị tắt kiếm tiền quốc gia. Cho nên nếu mà bạn nào làm đang kiếm tiền tiền đang nhảy ngon mà bị tắt kiếm tiền quốc gia thì các bạn mới hiểu được cái tại sao mà người ta phải bỏ tiền ra để người ta sử dụng Roxy nha. Đó thì nếu mà bạn nào mà còn muốn sử dụng VPN á thì thứ nhất đó là phải sử dụng cẩn thận, và thứ hai nếu là bẫy kiếm tiền á thì phải cài hai lớp. Tức là sao? Tức là ví dụ như bạn mua hai cái Roxy, một cái ví dụ như là một cái xuất sắc và một cái là Express đi, thì ví dụ một cái các bạn cài ở trên máy và một cái là các bạn cài ở trên trình duyệt, thì hai cái mở cùng lúc. Tức là ví dụ như có một cái rợt màng thì cái kia nó vẫn còn là không có bị dính IP Việt chẳng hạn. Cho ví dụ như các bạn xài wifi rồi các bạn xài VPN á thì rất nhiều khả năng á các bạn bị tắt kiếm tiền là quốc gia nếu mà mang bị rớt đồ sách nha. Thì nếu mà thứ nhất là mình đang kiếm tiền ngon mà là bị tắt kiếm tiền đó thì mất cái doanh thu những cái ngày mà bị tắt kiếm tiền. Và thứ hai là mình phải đổi đổi VR, rồi mình phải mua VR mới thì mình đổi, rồi mình lock ra áo vô thì cái bẫy mình của mình đó, nó lại bóp tương tác thì nó rất là nhiều tác hại. Cho nên là mình không có sử dụng VPN để làm kiếm tiền nữa. Tất nhiên là những cái người trong team mình vẫn sử dụng VPN hai lớp á, tại vì á là mấy ông không có chịu được cái sự chậm chạp của cái sự Roxy cho nên mấy ông quyết định là xài VPN đó. Thì mình quay cái video tâm sự ngắn vậy thôi, hy vọng là giúp được gì đó cho mọi người đó. Thì cảm ơn mọi người nhiều nha.